cho mẹ xin một cái nhá. Bỏ qua, chỗ này bỏ qua, nó không cho mẹ đâu. Nhưng mà mẹ mua cho con mà. Đây bỏ qua này, con ăn này, con còn lớn. Con cho mẹ đi, lần sau mẹ lại mua cho. Trời ơi, muộn quá rồi. Phải tôm nốt rồi mới đòi kem của mẹ một chút. Trời, bà anh năng. Chờ bây giờ mẹ mình vẫn chưa về nhỉ, mẹ đi đâu còn lâu thế cơ chứ này. Mẹ ơi, mẹ à, to lắm mẹ ơi, mẹ à. Ôi trời ơi, con gái của mẹ dậy rồi hả? Mẹ đi đâu bây giờ, mẹ con gái hết tranh rồi mà mẹ vẫn chưa về này. Đâu mẹ xem nào. Đây, tranh tô đẹp chưa? Ồ, đẹp lắm, đẹp nhất quả đất luôn. Đâu mẹ xem nào. Đấy, mẹ thử ok cho con đi. Con to không muốn bức tranh rồi con đã đòi thưởng gì? Mẹ ơi. Ôi trời ơi, con ơi. Làm con to không muốn bức tranh mà sao? Đây, mau treo trên đầu con mới kiểu con bị làm sao đấy? Trông như là con xin của tí này. Đúng rồi, con là họa sĩ mà. Con to màu này nhá. Đấy thì con thích to nào màu nào con lấy được con to này. Con thích to màu này con lấy được con to này mà chẳng biết gì cả. Nhưng mà mẹ ơi con đói lắm rồi. Mẹ có gì cho con ăn không? Mẹ chả có gì cả. Con thôi con to màu đi, con to màu đi. Con đói lắm rồi, bây giờ con phải có cái gì ăn con mới to tiếp con. Thế bây giờ con thích cái gì? Trời đang nóng này. Ice cream. Mua ice cream cho con đi. Ice cream là cái gì? Mẹ không học tiếng Anh à? Ice cream là kem, kem mini đấy. Nhưng mà con đang viêm họng mẹ phải mua kem không được lạnh cho con nhá. Mẹ đi nhanh đi đâu, con nằm đây con khóc cái này nhanh lên mẹ ơi. Thôi rồi, con nằm im đi. Bây giờ mẹ chạy ra chợ mẹ mua bù về cho con đấy mà. Mẹ nhớ nha, nhanh nhá. Giờ này mẹ vẫn chưa về, mình sắp lả rồi. Con ơi, mẹ về rồi đây. Mẹ nói, mẹ mua cho con chưa? Nào, con nhắm mắt lại nào. Nhắm mắt mẹ nào, xòe tay ra. Nào, nha, mẹ đến bên ba, bây giờ mẹ bảo mở mắt thì mới mở nhá. Vâng, mẹ nhanh con đuổi lắm rồi. 1, 2, 3. Trời ơi. Ngon đấy. Ui, thơm thế, tuyệt thế. Cảm ơn mẹ nhé, sao nó ngon thế này. Mẹ mua đâu mà ngon thế, con cảm ơn mẹ nhiều nhiều nhá. Ui, ngon thế. Ui, sô-cô-la, ở bên trên này còn có cả nhân nữa này. Ui, phải bóc ngay ra mới được. Trời ơi, ngon thế, thơm quá. Ui, ở đây nó lại còn có cả con vật tuộc này. Ui, đẹp quá. Bây giờ ăn ngay mới được. Ê, mẹ có gì nữa mẹ? Mẹ nhìn con ăn mẹ thèm quá hay là cho mẹ xin một cái nhá. Bỏ con, chỗ này bỏ con không cho mẹ đâu. Nhưng mà mẹ mua cho con mà. Đây bỏ con để con ăn để con còn lớn. Con cho mẹ đi lần sau mẹ lại mua cho con. Mẹ mua cho con mấy hộp luôn. Trời. Mẹ còn mua cho con nhiều đồ ngon khác luôn. Mẹ nhớ nhá, con cho mẹ một cái nhá. Bây giờ con ăn đã. Ui, bên trong con này còn có hình nhờ. Mẹ cất đi con này nhìn con thèm con lấy bây giờ. Đây này, bên trong nó còn có hình này đẹp chưa mẹ này. Đấy, đẹp ơi là đẹp nhá. Đây là hình hay, hai mặt đi. Hai mặt đi. Ôi, con ăn nè. Có một lớp sô-cô-la con tuyệt vời mặt trời luôn. Ở đây còn có mấy viên kẹo. Bên trong có sô-cô-la, bên ngoài là một lớp kẹo nữa. Ui, nhìn con ăn kẹo quá. Mẹ chỉ muốn bóc ra mẹ ăn thôi. Quà nó ngon không? Ngon. Con nói vị cho các bạn nghe nào. Không, con ăn. Mẹ ơi, con ăn. Bên trong con tô bơ có chữ ăn ngon lắm. Ngon thế. Cái hình này là đồ chơi của trẻ con này. Hay thế. Con nhìn nghe này, quay sang mặt này thì nó giận dữ. Còn quay sang mặt này thì nó hoảng hốt nào. Này, Mai ơi. Bé này mới ăn một cái kem thôi mà nó đang ngủ khò khò rồi. À, nhìn kem này ngon. Ăn thử xem.